Hey, xin kính chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là ngày thứ hai đi bắt tôm nha. Đi lấy tôm. Đi lấy tôm, đi dỡ tôm lên. No. Đi dỡ nò. Phải không cả nhà? Hey, good morning. Để believe rủ lý tên. Chào buổi sáng. Có nhiều lúc thì muốn nói. Chào buổi sáng. Dết thì vui đây, đây là vui lắm đây. Mình sẽ đi bắt tôm nha cả nhà. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, phù hợp với tôm chạy vào. Tôm chạy vào. Thời tiết mưa vậy là tôm chạy vào rất là nhiều nha. Bây giờ là mình phải đi thôi. Let's go. Hey, good morning. Ali hộp ba hay. Ôi, ngó thằng tí ăn. Hey, yên lên ba. Yên lên ba. Yên lên. Ủa, nó không có gì. Nó không có gì. Nó không có gì. Bắt đầu là xuống là bụa tôm rồi cả nhà ơi. Rồi, cho em đừng đi rồi. Aha, đu hộp bà rạp lì ốc sổ. Ôi, đẹp mê. Hana, có xí tích tốt. Này mê. Vì... Ờ? Thơ đẻ. Vì thơ mì ơn. Vì thơ mì ơn cái này dây phớt. Vì thơ mì ơn. Có vì thơ đẻ nè. Đừng theo cái bật trong. Đó nữa tí. Đừng gác. Đừng gác lắm. Thì dục cát còn dưới lắm. Dục lại hả? Dục xuống cho cho nó. Dạ rồi. Tối là mai nó cũng nữa, bất lúc. Xong là phèn cô. Vì thơ, vì bơi dạ hè phớt. Đây là cái đội đi bộ tôm của mình nha. Đây mà dầm ngày này là trời mưa nữa cả nhà ơi. Mưa rất là nhiều đây. Cho nên là đi bộ tôm là có hơi là bị là dập bị, à, bị mệt đây nghe nha. Là cả hết điều ước nha nếu ai không có mưa. Nhưng là chắc là cái dù to vừa to vừa đẹp nữa nha. Có em bé vô gió đi bộ tôm nè. 7 giờ sáng mà đi bộ tôm này nghe chưa? Em bé này giỏi nha, giỏi giấc già luôn. Rồi tôi đi. Này đi bộ tôm, đi lấy tôm. Lấy lên hợp bắt là nhiều tôm nha cả nhà. Đây là có chiếc tàu cano, nếu ai muốn chạy ra lấy tôm thì lấy này. Đó. Con mẹ tôm này. Dây. Nuôi con mẹ tôm này nha cả nhà. Hy sinh vì đề bộ đi. Mở hàng sáng ấy. Tôm ngày nay tôm nhiều sáng ấy. Á cho mẹ. Nhớ mày con. Mày con. Rồi đêm nay là đua lịch. Tại sao là đua lịch vậy? Này cả con có xử luôn. Để rửa cái đó. Để rửa cái đó nha. Ê, cả con chàng cá sẽ bỏ đông đá đi. Ừ, cái linh sao làm lại. Thì bị bê bông này. Bỏ đông đá đi. Rồi, cái được thế đây, bỏ đông đá hay. Này. Có cả con đây luôn là ngắn đấy. Mưa là có nhiều mà tại sao á? Có mưa mà không có nơi. Không có. Đấy hàng mấy con à. Cỡ bị nhỏ hết luôn. 5-7 con là mấy con. Bè bự ngay nó tôm to nha hả? Tôm to đây. Thấy tôm to này. Ngò bên đừng có vài con nữa. Tưởng một ngày này nhiều lắm. Tại vì hơi buổi sáng nay hơi bị không mà tôm to đây
thầy tôm to. Tôm ngày này thầy to hơn tôm. Tại sao? Này cạnh ní ạ, lọ ơ xíu phải em khựa cạnh ní ra này. Thế mới giải quyết cái gì? Giống như hồi cháu nó xanh ra này, bọn tự đại. Mà lại bữa nữa hả? Ê, ô chứ hồi cháu mới. Họ đến mình đâu có nói, mình đâu có nói là bao nhiêu ngày. Thừa thả, giật thả tiếp tục đi. Bê to, to ha. Tốm là ngang như to đấy. Xíu ta độ nghe, gió như việc độ. Nghe nhịp đây. Trái cho, biết. Hôm nay là tôm. Cả mà không biết tại sao mà ít cỡ cả nhà ấy. Thì đem ra thì... Ôi, mấy xỉu, 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 cái đó ngoài hết. Đến đừng có mấy chim đi. Được kia, đưa đây. Được, má ơi, tớ em sợ cắn. Ê, đây, từ miền cả lấy lên ha. Lấy lên, chú rò. Đâu có gì không? Thương đều qua luôn. Nó phải phải thực sự. Đi thương hôm qua nó coi mấy cái chỗ kia đặt nào thôi. Bây giờ ít con cả nhà ơi. Sao mày hiện như còn mấy con này ba lông bốn cái lông mà còn mấy con này hiện quá. Đây là một cái chỗ khác. Ôi trời ơi là tóm. Đưa đây Stefan ơi, Stefan. Được giết mày. Đây hết phần lít tên à. Cắn đưa cắt ta thì mày nè. Hai ếch thì vua. Thế cắt ta thì mày. Chú thấy chưa? Rồi. Buổi sáng nay sao không có đấy con một con à? Đây đấy con một con này. Cái chỗ ông Dương bỏ nhiều hơn kìa. Còn đấy kêu chục con này. Thử ra đã ăn. Lột lại, lột lại, lột lại, lột. Đây có thì lồng lại đâu nè, lồng lại đâu nè. Đây. Đây. Nè. Muốn thở đâu rồi? Đứng đâu thôi. Đó. Thật đặt đấy hay một cái là diêu nè. Cái du mình lại thì đem ăn một cái đó, tới đây ông lấy. Con đau nữa thì mơ đau nữa 7-8 cái thôi. Coi cỏ hơn. Này. Ơ trời, còn mấy con à, ôi ôm nhiêu. Đi ra xin cái nào đi. Ôi, cái lông này nhiều nghe. Cả bà cái viên lông này cả ký lô luôn đó, một ký luôn đó ấy lâu. Cái lông này một ký đấy, dắt tiếp đó. Cái tục là bì đi. À, cái lông nó cũng được này, ok này. Cái lông. Mộng đã ăn dối đó. Ừ, thịt phát ăn, xí phát ăn nó xô tên. Đây, nóc đại. Ơ xíu, đưa cái du cho tôi, xíu. Ơ xíu, đưa cái du cho tôi cây. Xấu ha. Thôi, cũng được, tam tam. Ngoài nhờ xí phát ăn luôn. Đây con ba cải nữa đó. Đây, ở đây 7 cải đó. Thật bác sẽ có nhiều nữa, cái chỗ nó xuống, nước xuống á. Wow, 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 được rồi. Wow, wow, wow. À, không có luôn. Một con. Một con. Em đang suy nghĩ là... Ở đâu tụt ra lại này. Chưa ăn hợ không? Thôi đi, Stefan. Thôi ốp đi, thôi ốp đâu.
Tại vì hình như có một ở đây là con nhỏ. Còn có thường thường mình mua cận dân là mua mấy kỷ? 3 kỷ, 4 kỷ, 5 kỷ đi theo mình ăn. Đó, được vài con này. Đó. À, chung tía và hai cái lông còn có lắm. Còn ngon chứ. Hai cái còn có nữa luôn. Ơi tới rửa lại ít hơn cái đếm này nè. Phải trời mưa không? Mất mỡ gì hết. Mình nay nghĩ mình phải đổ vào tỏi rồi đổ vào sáng là ít đó. Nhưng mà mình cũng đổ rồi mà. Đổ cũng vừa vào tỏi rồi. Thôi bà anh khó. Thua. Thưa vua, nữa có hết rồi phải không? Sista phải không? Điện lông. Ôi rồi, bắt rồi. Bắt. Thả đi xịu. Giờ cục đạn này lên là có cậu. Cậu con sống. Mình sẵn sẵn. Cái gì càng to chứ. Ừ. Nhỏ nhỏ là gọi cho đi chắc là đây nhỏ đặt người được kỹ ba người ba kỹ xỉu mua lại luôn đây này cái giỏ này nấy cái con ngay sợi dây giỏ đây này xỉu này đó con tắm đấy đó nó ngay mít bơ xíu đu cám này cho thịt bò cả tèn tèn cái này thịt bò cả đến hai tèn đấy nè nè thịt bò cả đến ở sân đây nè tua thịt bò đến còn à ôi anh chạy đi mau rồi á à, chạy đi mau rồi nhanh thì mới chụp rồng get the snap. Rồi qua còn hai cái nữa mà không biết là răng ha. Mở cái này ra, mở cái này ra rồi. Còn hai cái nếu chụp nhiều bật lắm mà là cho nhiều cái này. Đem lên tính mực anh ấy, không xe phạm đem lên tính mực. Bên nước ra. Ôi đây cũng có nên mấy cái. Rồi. Mơ cũng nhìn to nghe. Này, thằng bo bo xuống rau lại này, thằng bo lên bo xuống khống. Thằng việc ra quên. Ờ. Có ạ. Bởi mấy cái con. Ờ. Bắt bo xíu. Nhanh giống chụp. Dạ, nhanh. Nghe bắt tôm nhanh này. Ngày này là nói chung lại là không có gì mấy, ba người mà có hai chị à. Tôm bữa nay hiếm quá, ngồi trời mưa này, cả nhà mưa lắm, mưa dầm mưa về à. Hợp đặt đầy cái này cho này. Ồ hiếm còn luôn. Ôi trời ơi ba cái đuôi cuối mà không còn một con. Không còn một con luôn đó. Bắt lóng xỉu luôn. Nãy đâu có cò ra. Ra không còn một con luôn. Ôi trời ơi. Nói quá cái chỗ nữa là nhiều rồi. Hay là cứ bên chỗ đây đưa mấy cái chỗ nó có.
Không, em nghĩ là buổi đêm nhiều hơn buổi ngày. Buổi ngày chạy ra hết rồi, không biết chỗ chạy ra hết rồi. Nói chắc là thôi mà cũng mà vừa xài là trong này vậy. Nói chung lại là cũng vừa là xịt xịt cả nhà ơi. Ăn cả vỏ luôn rồi luộc cả ăn luôn. Em bị ít quá. Trời ơi, cà chúc á, ba nhà mà ngon này, cà chúc à. Làm đi không đủ ăn, không đủ con y liên á ăn nữa. Vậy này đủ tiền mua cả. Khi đi thì hảo hức. Khi đi thì hảo hức, khi về thì không có chi. Có nhưng mà ít cả nhà. Rất ít. Này, một nửa cái đêm. Cái đêm nhiều mà. Xếp lại. Có thuyền bơi vòng thả thường hay nhất chứ. Thả bơi cầm cái phao nổi á. Phao nổi nhiều khí á, mình nói chỗ nào nhiều á thì lấy cho vô hết rồng. Thả cho khác. Cái chỗ này cũng có thể bộ mấy giờ họ cho bộ hay không thôi. Chỗ này mình bỏ nửa thôi, con nửa đi chỗ khác. Tại sao mình bỏ dây quá? Đó, bỏ dây quá. Mình bỏ ra càng ra, bỏ đấy là... Nhau quá. Giống mình bỏ được đây cả 4 cái thôi. Bỏ đâu vô đi. Bỏ nhiều vô ở sâu. Bạc Long mừng quá mừng về rồi thế, mừng quá mừng về rồi chồng. Để get the stool fit then. Nó sợ mà. Nó như là bỏ cái chỗ gì đó, bỏ như là treo vô nửa luôn. Nguyên cái lông luôn vậy Cái lông luôn thì dở không? Đe xuống xíu, xíu, đe xuống, bỏ nằm xuống, ở xuống, đe xuống. Mất công này đi mua lông này ha, đi mượn lông không ai cho nè, rồi phải đi mua nè, mua lông, mua dây nè, bây giờ là mình có đồ nghề luôn á, phải nói dây, nghề bùa tốt rồi. Bây giờ là mình có nghề bụa tôm nha cả nhà. Nếu ai đặt tôm thì xin mời nha. Kia Phan hắn có ai hết cái mũ hắn đội lên cái đầu ướt ngắm luôn. Chị tia phạm. Đúng rồi, sẽ hạt thò đây này. Họ đàm đi gục rồi. Đây gục rồi đúng không? Phải tập đi để nghe chiếm để bảo dụ chú ông sạn. Chứ là có một cặp tình nhân đang ngồi hèn thò đi bộ tôm. Đây mi kịch tỷ đi. Mẹ này, mà công nhận nghe, mà sáng đi tại sao tôm to không à? Không có tôm nhỏ này. Đó, lòng của mình nó chạy ra hết rồi.
Đấy, tôm nhỏ đi hết. Tôm, tôm to rồi, có tôm to rồi, tôm nhỏ cũng có luôn. Tôm nhỏ cũng ăn bằng ra. Rồi mình thả xuống mấy tôm nhỏ nha cả nhà. Đây là kết thúc là cái sự bủa tôm buổi ngày thứ hai. Bây giờ là chỉ là có là tiệc tôm nha chứ. Mời cả nhà là tụi quay tiệc tôm nha. Bây giờ xin mời cả nhà tụi quay tiệc tôm. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong lúc tới. Bye bye cả nhà nha. Nhu tối nay mình có tiệc là ok rồi, nói chung là tiệc là stuffed tiệc luôn đó. Stuffed luôn Stefan. Vì có hot stuffed đi đó. Ờ, em là hút đây. Dạ. Và vì đủ ế ta, và bụng cả đủ ế ta mẹ rẻ cụ. Chef, vì cần thò... Cúc ca, em là... Ờ, vì cúc ca lắm. Cúc ca. Och med di. Dill. Ja. Och så salt. Sass. Och sen man kan ha i lite öl också, socker. Ja, ja. Och socken också, ja. Sen. Ja. Och sen? Och sen inget mer. Okej. Okay. Sen äta. Äta vi bara. Ja, sen man kan ha lite bröd typ. Ja. Lera mörk och mycket tugga på sen. Mm. Leka med det här räcko. Leka. Om du vill, du kan leka. Ta upp dem. Ta några där. Ta några. Ska du ta dem, Elina? En kilo till hem. Mm. Ja. Vill ni då? Det är vi när de mår kock nhau lại dem. Bye bye, cả nhà nha. Chạy đi dễ dàng đi. Hay xin chào cùng nhà tôi là lên 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 anh bọ bọ này á. Giờ thua nhiều, giờ thua món của họ đầm đó. Đam la mi kẹo ít luôn. Lấy cái này là chị đi. Cái này dễ đổ đi, anh đi. Cái mô dễ đổ á. Cái này dễ đổ đi. Đó, anh xíu nhìn lại cái này xuống rồi mà hứng. Đó, thấy chưa, nhiều chưa. Thế mà là khi con tí tí à. Tí tí. Có một nhỏ bọ ra kìa. Cái này xem nào. Mỡ. Mỡ ra đã ăn. Dứa. Thì mỡ ra đây. Rồi. Bọ ăn lên cho sao hả? Nó cả hả? Mỡ đó. Con nó thả thì mới bỏ cả thì nhiều vô là ngày mai anh ăn luôn mới bỏ vô ăn luôn giờ rồi đem sức cho nó vậy mà phí tiền phí phí cái này còn thì còn to nó sẽ xuống năm tên đấy có lại phí nữa thì thôi anh hai cũng cần sẽ không lên mà bắt mà đón hạ anh ta anh cần lấy rồi mai có ăn rồi mai chứ mai nhiêu rồi mới có mấy cái hả hai rồi được tiền ha bây giờ tên đây là mai mai có ăn rồi mai có ăn rồi ô mẹ cậu ngang đợi nội chứ vui để cả vào đây Và bây giờ mình đã
đi được chân này để cả nhà ơi. Đó. Mình có bỏ mấy con nhỏ xuống rồi, con dưới to và lấy đây. Con là hai cái tay đâu rồi? Hắn có hai cái tay lắm. Trời ơi. Con to vẫn có hai cái tay luôn. À, hai cái tay đây này mình nhộm sỉ hả? À. Hai cái tay nhộm sỉ hả? Chắc là bị gãy ra xong đang mọc ra hai cái tay gãy ra. Không để cọ lấy mẹ, mẹ con to bỏ lên tên á. Mẹ con to bỏ lên tên á. Nó chụp bo lên chứ đâu. Cái con mà cái con này có cái càng to thì càng trắng. Đây, cái con này, cái càng to thì trắng. Đấy, cầm lên đi. Tao bỏ lên tên mà phim mà tao nhìn mấy con nhỏ không mà. Đó là mình lấy cái tô ra mình sẽ thiết ra con to con nhỏ. Thì như vậy thì mình thấy nếu mình xúc thiết ra là ok hả? Ừ. Mình phải phải lên đi được, mình phải lên đi được. Mình phải lên. Đó, đây này. Con to đây này. Đó, đây này. Đây mình bỏ con mẹ con to lên tên. Xong rồi. Nhưng nhậm hắn cứ lấy to nhiều hả? To cũng nhiều đó. Đúng tao to nhiều đó. Năm chỗ chứ bây giờ mình bo lên. Ra tay. Thì nó phim mà. Cái càng to đã chứ không khó lắm. Nói đi, tao biết có một càng à. Con to nha. Vui nha cả. Và mình xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy cho mình là một nút like để mình là ra những là video mới cho các bạn xem. Xin chào.